Chào anh chị, tôi là Vũ Kim Chi, chuyên viên đào tạo của Gapfly. Ở video này, tôi sẽ hướng dẫn anh chị cách tích hợp để lấy dữ liệu từ Google Form đổ trực tiếp về Gapfly một cách tự động. Để tích hợp, đầu tiên trên trang trình duyệt, anh chị gõ giúp tôi đường dẫn là console.developers.google.com. Gạch chéo APIs, gạch chéo dashboard. Giống như trên màn hình, tôi sẽ copy đường dẫn này vào trong nội dung của video này. Anh chị vui lòng truy cập vào phần nội dung của video để lấy đường dẫn này nhé. Sau khi truy cập vào trang này, hệ thống sẽ yêu cầu anh chị là đăng nhập vào tài khoản Google của mình. Anh chị nhập tài khoản Google này. Sau khi đăng nhập xong, hệ thống sẽ điều hướng anh chị đến trang Google APIs. Việc đầu tiên trong trang này là anh chị cần Chris Project. Để Chris Project, anh chị click vào phần Chris Project, tạo một dự án nhé. Ấn Chris, nhập tên project mà anh chị muốn tạo. Ví dụ là tôi tạo một dự án của tôi là Kim Chi Project. Sau đó thì ấn vào phần Chris để tạo. Sau khi tạo dự án xong thì anh chị cần tiến hành cấu hình cho cái dự án này. Để cấu hình thì anh chị ở trong cái dự án vừa tạo, anh chị click vào phần Enable APIs and Service. Sau đó ở phần tìm kiếm thì nhập từ khóa là Google API, Google Sheets API. Click vào kết quả tìm đường. Chọn Enable để bật cái phần API của Google Sheet trong tài khoản Google của anh chị. Sau khi mà cài đặt xong, anh chị quay lại trang dashboard ban đầu bằng việc là click vào mục APIs and Service, chọn Credential, chọn tab thứ hai là Auth Consent Screen và điền thông tin ở mục Application Name. Và điền thông tin ở mục thứ hai đó là Authorize Domain. Anh chị nhập domain là google.com. Nhớ ấn Enter để hệ thống lưu lại cái domain mà anh chị đã nhập. Sau đó ấn Save. Bước tiếp theo là anh chị cần tạo một client để lấy thông tin xác thực tích hợp vào Gapfly CRM. Để tạo client thì anh chị sẽ click vào phần Create Credential, chọn Auth Client ID. Trong mục Application Type, chọn Web Application. Ở phần Name, nhập tên, có thể để tên mặc định mà hệ thống tự sinh ra. Và cần nhập thêm một phần nữa là ở Authorize Redirect URIS, nhập tên đường dẫn https 2.2
gạch chéo gạch chéo vê kép vê kép vê kép chấm google chấm com. Sau đó ấn create để tạo. Sau khi tạo xong thì hệ thống sẽ tự động sinh ra client ID và client secret. Anh chị copy hai thông số này, sau đó truy cập vào phần tích hợp, chọn Google Sheet ở trên Gatefly CRM, gắn vào mục client ID và client secret tương ứng ở trên hệ thống. Ở mục Client Redirect URL sẽ mặc định là đường dẫn https://www.google.com. Sau khi mà cập nhật Client ID và Client Secret xong, anh chị click vào phần lấy mã kết nối. Click vào cái tài khoản Google của anh chị đăng nhập từ ban đầu á. Chọn nâng cao, chọn đi tới My App, ứng dụng này nhằm mục đích là anh chị cho phép cái client anh chị vừa tạo có thể truy cập bảng tính Google của anh chị. Sau đó anh chị click vào mục cho phép. Hệ thống sẽ sinh ra mã code giống như đường dẫn giống như trên màn hình. Anh chị cần copy phần bôi đen. Đây. Phần code được bôi ở trên màn hình. Bắt đầu từ phần sau mục code bằng này. Đây, bắt đầu từ phần này đến kết thúc ở trước chữ và crop. Đây, giống như bôi đậm ở trên màn hình. Nhớ là copy phần mã code ở ngay sau cái phần code bằng và trước mục và scroll. Copy này. Sau đó vào phần tích hợp Gatefly CRM nhập mã code này vào phần mã kết nối. Click vào lấy Asset Token. Hệ thống sẽ tự động sinh ra Asset Token tương ứng. Bước tiếp theo, anh chị cần tạo form và spread để lấy dữ liệu từ form. Để tạo form thì trong tài khoản Google của anh chị truy cập vào phần Google Drive. Trong mục driver của tôi này, chọn Google trang tính. À, tôi xin lỗi. Và trong mục driver của tôi, anh chị chọn ứng dụng khác, chọn Google biểu mẫu. Anh chị tạo một form.
thêm các trường thông tin để lấy thông tin của khách hàng. Chọn ở phần trả lời ngắn. Click vào dấu cộng để thêm các trường thông tin tiếp theo. Ví dụ tôi cần lấy tên khách hàng, điện thoại và email của khách này. Những cái trường thông tin nào anh chị yêu cầu khách hàng bắt buộc phải nhập thì nhớ tích chọn vào phần bắt buộc trong mấy trường thông tin đấy. Sau khi tạo xong form và các trường thông tin anh chị cần lấy của form, anh chị truy cập vào phần câu trả lời. Click vào biểu tượng tạo bảng tính để tạo một spreadsheet lấy dữ liệu từ form. Ấn tạo. Hệ thống sẽ sinh ra bảng tính với đường dẫn giống như trên màn hình. Anh chị lấy mã code ở trên đường dẫn của trình duyệt, bắt đầu từ ngay phần gạch chéo sau cái chữ D ấy, và trước phần gạch chéo edit giống như ở trên màn hình. Anh chị copy cái đoạn mã code này và gắn vào phần spreadsheet ID trên Gapfly. Sau đó click vào phần lấy danh sách sheet. Chọn sheet câu trả lời biểu mẫu 1. Anh chị cần chọn các trường dữ liệu tương ứng với form trên Google Form của anh chị. Ví dụ tên khách hàng. Trường tương ứng trên Gapfly cũng là tên khách hàng. Đây, chọn cho từng trường. Sau đó với cái phần thông tin khách hàng từ Google Form, anh chị có thể lựa chọn là đổ cái thông tin này về chiến dịch mà anh chị đã tặng ở trên Gapfly. Nếu chưa có chiến dịch thì anh chị sẽ vào phần Marketing này, chiến dịch, hoặc ấn phím tắt là F3, tạo giúp tôi một chiến dịch ở trên này. Thêm mới. Thêm các bước của chiến dịch giống như mà anh chị cần này. Thông tin giống như trên màn hình. Sau khi mà tạo chiến dịch xong thì anh chị quay lại phần tích hợp Google Sheet F5 lại để hệ thống cập nhật cái phần chiến dịch mà anh chị vừa tạo. Chọn lại phần tích hợp Google, chọn Google Sheet
copy lại spreadsheet ID mà anh chị ở trên trang spreadsheet của anh chị. Sau đó chọn lấy danh sách sheet, click và chọn sheet giống như thao tác lúc nãy, chọn câu trả lời biểu mẫu 1, chọn các trường dữ liệu tương ứng trên Gapfly. Đồng thời là chọn chiến dịch anh chị vừa tạo, để về trạng thái là thông tin khách hàng. Sau đó click vào tạo code Google Sheet. Anh chị copy toàn bộ mã code này vào, sau đó quay lại cái phần bảng spreadsheet anh chị đã tạo, chọn mục công cụ, chọn chỉnh sửa tập lệnh. Xóa toàn bộ đoạn code mà đang có trên hệ thống. Gắn code mới của anh chị vào. Sau đó nhớ ấn vào mục Save. Đây, biểu tượng Save để lưu lại, hoặc ấn Ctrl S để lưu. Hệ thống sẽ yêu cầu là nhập một tên dự án của anh chị. Anh chị nhập tên dự án mới, sau đó ấn OK để lưu lại. Sau khi nhập xong, anh chị sẽ click vào phần chạy, click vào chạy hàm, chọn Initialize. Hệ thống sẽ yêu cầu là cái phần dự án này sẽ cần được cho phép truy cập vào data Google. Anh chị click vào xem xét các quyền, chọn tài khoản Google của anh chị, sau đó chọn nâng cao, chọn đi đổi tới đào tạo nâng cao. Đây, anh chị click vào cho phép để cái dự án đào tạo nâng cao này có thể xem, chỉnh sửa, tạo và xóa bảng tính của anh chị trên Google Drive, có thể kết nối với dịch vụ bên ngoài, đó là Gapfly, và cho phép ứng dụng này chạy khi bạn không có mặt hay không thì anh chị có thể tùy chọn ở đây. Sau đó ấn vào cho phép. Vậy là anh chị đã kết nối thành công để lấy dữ liệu đổ về Gapfly. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xem là cái thiết lập này đã chạy chính xác hay chưa. Đây, bằng việc là trong cái file mẫu mà anh chị đã tạo này, anh chị nhập một thông tin khách hàng lên. Sau đó ấn gửi. Anh chị quay lại Gapfly. Người nhìn thấy không ạ? Hệ thống tự động thông báo có một cơ hội mới được tạo. Bởi vì lúc nãy khi setup thì tôi đang chỉ định là khi thông tin được điền vào Google Form thì hệ thống sẽ tự tạo mới cơ hội trong chiến dịch mà tôi đã tạo, là chiến dịch đào tạo nâng cao chủ đề Marketing Automation này. Đây, click vào tất cả. Đó, hệ thống tự động hiển thị thông tin khách hàng mà tôi đang nhập. Vậy là tôi đã kết nối thành công phần tích hợp để lấy dữ liệu từ Google Form đổ về Gapfly một cách tự động. Nếu trong quá trình thực hiện mà có bất cứ vướng mắc gì, anh chị vui lòng gọi qua số hotline của Gapfly là 024 6262 7662 để được hỗ trợ. Chúc anh chị thành công.